Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, thành phố và thành phố Bến Tre để nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các công trình do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã triển khai thực hiện đầu tư cho địa bàn tỉnh Bến Tre 6 công trình trạm biến áp 110 kV và đường dây 110 kV tổng mức đầu tư lên đến 670,3 tỷ đồng, gồm trạm biến áp 110 kV Phú Thuận, đường dây 110 kV Phú Thuận – Bờ Đại, đường dây 110 kV Giao Long – Phú Thuận, đường dây 110 kV Ba Tri – Bình Thạnh, trạm biến áp 110 kV An Hiệp và đường dây 110 kV từ 220 kV Bến Tre, 110 kV An Hiệp, trạm 110 kV Thân Tây và đường dây đấu nối. Các công trình này đi qua các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Thành phố Mỏ Cày Bắc và Thành Phố Bến Tre với tổng dung lượng 120 mV Ampe. Tổng chiều dài của các đường dây khoảng 139 km. Theo Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, Công tác giải phóng mặt bằng ở các công trình trạm biến áp và đường dây 110 kV còn gặp rất nhiều khó khăn do các hộ dân chưa đồng ý phương án giá, chưa có hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa áp giá phương án bồi thường. Sau khi nghe các đơn vị địa phương báo cáo tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã có những chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắt đối với từng công trình. Đồng thời đề nghị các địa phương chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện thành phố hỗ trợ đẩy nhanh công tác khảo sát thẩm định, trình phê duyệt giá đất và phê duyệt phương án bồi thường cho các công trình, làm cơ sở chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để tiến hành khởi công các công trình. Tiếp tục vận động các hộ dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án, xem xét củng cố hồ sơ để thực hiện kiểm đếm bắt buộc.